Dạ con chào thầy ạ. Thầy cho con hỏi đặt lễ ở đâu ạ? Chị cứ đặt lễ xuống đây đi rồi nói tiếp. Vâng, con gửi thầy ạ. Nhà chị đang vướng mắc chuyện gia đình đúng không? Vâng đúng rồi ạ, sao thầy biết ạ? Chị đưa tay đây. Hỏng, hỏng rồi, không giải quyết nhanh lên là chết. Thế ạ, thầy ơi, thế thì thầy giúp con với ạ. Trong nhà chị có một cái nhân mạng tâm địa rất là xấu xa. Người này cực kỳ là độc ác luôn, không giải quyết nhanh là tan cửa cả nhà. Ôi trời ơi, thế ạ? Thầy ơi, thế thì con lạy thầy. Thầy nói cho con biết người đây là ai để con còn biết đường con phòng tránh ạ. Người này nằm trong nhà chị đấy. Ôi trời. Tôi không thể nói được đó là ai. Không là thần thánh và tôi chết. Ôi trời, thế ạ? Vâng vâng. Con đội ơn thầy ạ. Vâng, con chào thầy con về ạ. Mưu mô xảo quyệt. Ai nhỉ? Hay là cái Phúc, cháu Hoàng Nga? À mà không phải, thầy bảo là người trong gia đình cơ. Nhà mình có 5 người, 3 đứa con ruột của mình, chắc chắn là không phải chúng nó rồi. Hay là cái Ly? Từ ngày nó lấy thằng Kiên về, nó vẫn đối xử tốt với mình. Hay là nó nhỉ? Không biết thế nào nữa. Mẹ à? Mẹ về à? Hai đứa ngồi xuống đi. Hôm nay có việc gì mẹ gọi bọn con về sớm đấy? Cứ ngồi đấy đi. Chờ đông đủ rồi mẹ sẽ thông báo. Có chuyện gì à mẹ tập hợp tất cả gia đình ra đây thế? Hay mẹ trúng số à? Con cứ ngồi đấy đi. Thế cái nhàn đâu? Con làm sao mà biết được? Chắc có lẽ là cả ở đâu ấy chứ. Thôi kệ nó mẹ. Ai rảnh mà tha cá như chị? Mày không rảnh thì ai rảnh? Mày cứ tưởng là mày có công ăn việc làm đấy à? Ơ thế chắc là chị có đấy à? Một mình tôi rảnh à? Một mình tôi thất nghiệp à? Thôi, lớn tướng thì cãi nhau như chó mèo ấy. Nghe mẹ nói này. Mẹ nói gì ạ? Sở dĩ hôm nay mẹ gọi mấy đứa ra đây là có việc muốn thông báo. Vừa rồi mẹ đã đi khám bác sĩ vì thấy không khỏe trong người và kết quả không được khả quan cho lắm. Mẹ bị ốm ạ? Sao mẹ không khỏe mẹ không bảo với chúng con để chúng con đưa mẹ đi khám ạ? Mẹ đã đi khám rồi, cứ tưởng là bình thường. Thế nhưng... Thế bác sĩ bảo sao ạ? Bác sĩ kết luận mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sao lại đừng ngồi thế ạ? Bác sĩ có kết luận nhầm không mẹ? Mẹ cũng mong là bác sĩ kết luận nhầm, thế nên mẹ đã đi kiểm tra ở một bệnh viện khác và kết quả cũng tương tự. Làm sao mới thế được ạ? Mẹ vẫn đang khỏe mạnh như thế còn gì nữa. Dạo này mẹ thấy trong người có nhiều triệu chứng, cho nên vừa đi bệnh viện để khám và bác sĩ kết luận là mẹ bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Nếu nhiều lắm thì mẹ cũng chỉ sống được thêm một tháng nữa thôi. Thế nên các con phải chuẩn bị tinh thần nha. Mẹ ơi, bây giờ y học phát triển lắm ạ. Mẹ đừng bi quan vội như thế. Để con đi hỏi bạn bè là bác sĩ để chạy chữa cho mẹ ạ. Mẹ già rồi, có chạy chữa thì cũng được bao lâu nữa đâu con. Với cả nó tốn kém ra. Thôi, số mệnh mẹ đã như thế rồi thì ta cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thôi, mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ đây. Mẹ để con gì mẹ ạ?
phải giả vờ đâu. Mày bảo ai giả vờ đấy? Này nhá, khổ thân mẹ, đã ốm đau bệnh tật thì chớ lại còn có đứa con bất hiếu như mày ấy. Bất hiếu thì sao? Bất hiếu cũng không giả tạo như chị. Chị đừng tưởng là tôi không biết chị đang nhăm nhe cái mảnh đất của mẹ nhá. Bây giờ mẹ bị như thế, chị chỉ sung sướng nhất chứ còn gì nữa. Này nhá, mày đừng có mà láo, tao chả nhăm nhe mảnh đất đâu cả. Đau ốm bệnh tật mày ấy, mày đừng có tưởng là tao không biết cái mưu đồ của mày. Mưu đồ gì? Tôi chả có cái mưu đồ gì cả. Ôi, y bồ hết đi. Nhà chưa đủ đỡ đầu hay sao? Mẹ thì đang đau ốm. Vào phòng hết đi. Chẳng có đây nữa. Vào. Vào đi vào, gì mà phải căng. Mẹ à, sao mẹ không nghỉ thêm đi ạ? Đang ốm này mẹ dậy sớm đấy. Chằn chọc mãi chả ngủ được. Thôi, dậy cho nó khỏe người. Con phải dậy sớm để mua phở cho mẹ đây. Mẹ ăn đi cho nóng ạ. Mẹ cảm ơn con. Nếu biết có con gái chăm sóc này thì mẹ phải ốm sớm hơn mới đúng. Mẹ này, mẹ cứ nói linh tinh như thế. Lúc nào cũng chả quan tâm đến mẹ chứ. Ai như anh Kiên với nhà đâu, chả biết làm cái gì cả. Mẹ ăn đi rồi uống thuốc ạ. Mẹ này, về khoản kia mẹ tính như nào ạ? Khoản kia là khoản gì? Cái khoản mà mẹ bảo mẹ mua để già ấy ạ. Cái mảnh bên Đông Anh ấy ạ. À, con mà không nói thì mẹ cũng quên mất đấy. Mẹ quên thì có con nhớ hộ mẹ mà. Con cũng vừa xem rồi. Bây giờ đất đai chưa ổn định đâu mẹ ạ. Có gì mẹ cứ để con giữ hộ mẹ cho. Bao giờ được giá thì con bán hộ nhá. Hóa ra từ sáng đến giờ con chăm chút mẹ như này là cũng chỉ vì mảnh đất đấy hả? Sao mẹ cứ nghĩ xấu cho con đấy ạ? Sáng thì con phải dậy sớm để đi mua phở cho mẹ. Đêm hôm qua khi biết chuyện con khóc sưng hết cả mắt lên. Mẹ chả biết gì cũng nói. Con quan tâm mẹ thì con mới nhắc mẹ chuyện đất đai thôi. Nếu mà đúng như thế thì mẹ cảm ơn con. Còn về cái chuyện đất đai kia thì từ từ rồi mẹ tính. Mẹ tính thì phải tính nhanh lên, không là hỏng hết đấy. Có chuyện gì thì mẹ cứ bảo con, hoặc đưa con giữ đất luôn cũng được. Chứ anh Kiên với cái nhà nó không biết gì về đất đai đâu. Con chào mẹ ạ. Sao mẹ mệt mà mẹ không nghỉ thêm đi ạ? Mẹ không buồn ngủ thì mẹ dậy thôi. Chị đâu từ sáng giờ mới về đấy. Đợi chị mua đồ ăn sáng về, chắc mẹ đói dã họng rồi mất. Dạ, sáng nay con đi gặp bác sĩ đông y mà bạn con giới thiệu. Nghe nói là bác ấy chữa tốt lắm. Con có mua thuốc đây rồi. Mẹ ăn đi rồi nghỉ ngơi. Để lát con sắc thuốc mẹ uống ạ. Chị lại mang những cái vớ vẩn gì về nhà đấy. Toàn rước những cái của nợ về. Mẹ ơi, con ra ngoài kia một tí nhá. Mẹ ăn sáng rồi uống thuốc đi nhá. Còn cái chuyện kia ấy, mẹ nhớ tính kỹ rồi nhá. Rồi, con cứ đi đi. Vâng ạ. Mẹ ăn đi nhá. Mấy hôm nay mình để ý thấy nó chả có biểu hiện gì cả. Mình phải theo dõi thêm xem sao. Ô mẹ, sức khỏe mẹ đang không tốt, mẹ ra đây tưới cây làm gì? Mấy cái việc như thế này mẹ cứ bảo con làm cho. Thôi, để mẹ làm cho nó thư thái đầu óc, để đỡ phải suy nghĩ nhiều. À mà mẹ này, con đang tính là kinh doanh mẹ ạ. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kinh doanh? Bây giờ làm nail đang rất là hot. Nếu mà con kinh doanh tiệm nail thì sẽ kiếm được ối tiền. Làm cái gì thì cũng phải suy tính cho nó kỹ. Mẹ không ở bên con mãi được đâu. Thì chính vì mẹ không thể ở bên con mãi được nên là con mới... À, hay là mẹ cho con mấy cái cây vàng mà đợt trước mẹ mua ấy.
mấy cây vàng đấy mẹ mua là để dành phòng thân, không thể sử dụng tùy tiện được. Sao lại tùy tiện hả? Đằng nào thì bây giờ mẹ cũng sắp chết rồi. Bây giờ mẹ cũng bị bệnh nặng, chẳng biết tương lai thế nào. Thôi thì mẹ cứ đưa cho con dùng, chứ mẹ cất tủ mãi làm gì ạ? Thế nhưng mà cũng không thể mạo hiểm được. Thôi, mẹ mệt rồi, để con đỡ mẹ vào ạ. Con chào mẹ ạ. Thế lại mang cái gì về nữa thế hả con? À, con mua được cái đài để mẹ nghe nhạc ạ. Con xem trên mạng thấy bảo âm nhạc rất tốt cho người bị ung thư ạ. Ui giời, vẽ chuyện. Toàn mua mấy cái thứ đâu đâu, phí tiền. Đâu, chị mua cái này rẻ lắm. Con xin phép mẹ con vào trong chuẩn bị cơm chiều ạ. Con đi đi. À mẹ ơi, 30 phút nữa mẹ nhớ uống thuốc con để trên bàn mẹ nhá. Dạ. Cái con này nó tốt thật hay là nó diễn giỏi không biết nữa. Mẹ sao rồi em? Mẹ mệt đi nghỉ sớm rồi ạ. Mệt thế chắc là sắp đứt rồi đấy. Chả sớm được bao lâu đâu. Thế chị gọi mọi người xuống đây làm gì? À, chuyện là em đi hỏi han khắp nơi, biết là bệnh tình của mẹ vẫn còn hy vọng. Ở trong Sài Gòn có bác sĩ giỏi lắm, em định đưa mẹ vào trong đấy. Cái gì? Chị bị làm sao đấy? Bệnh của mẹ là ung thư giai đoạn cuối, sống được một tháng nữa thôi, chữa làm gì tốn tiền. Mà sao không bàn trước với anh? Thì em mới hỏi được chiều nay, nên bây giờ nói luôn với mọi người. Em nghĩ mình phải nắm mọi cơ hội, cho dù là mong manh nhất. Tôi không biết là chị đang toan tính điều gì, nhưng mà chị làm thế nào thì làm, đừng làm hỏng việc của tôi. Việc của mày là việc gì? Việc mang vàng của mẹ đi bán à? Đấy không phải là việc của chị, không liên quan đến chị. Tại sao không liên quan? Tiền ở trong nhà ấy là của chung, sau khi mẹ chết là phải chia đều hết. Làm gì có cái chuyện mà mày mang vàng bán một mình thế? Này 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 này, mẹ đang sống sờ sờ rồi đấy, chúng mày bàn chuyện chia chắc cái gì hả? Này, chia đều á? Nghe công bằng nhở? Thế tại sao mà chị lại phải lén lút sau lưng mọi người xui mẹ bán cái mảnh đất đấy đi? Bán mảnh đất? Ý mày nói là mảnh đất Đông Anh á? Chứ còn gì nữa? Này, ai cho mày động mảnh đất đấy hả con kia? Ai cho thì mẹ chết không biết. Ngày trước ấy, em với mẹ cùng đi xem với nhau, đi mua với nhau. Sau khi mẹ chết là phải chuyển tên cho em chứ. Thế anh nghĩ chết rồi mang đất xuống vùng à? Này, mày đứng mà hốt nhá. Từ trước đến nay, hai đứa chúng mày có quan tâm chăm sóc gì mẹ đâu. Mà sao bây giờ mẹ đổ bệnh ra cái chúng mày lại sốt sắng lên thế? Hả? À, tao nói chúng mày biết nhá, tao là người phụng dưỡng mẹ nhiều nhất, thì mảnh đất đấy phải là của tao. Thôi 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 thôi, ông im ngay cái trò con trai hiếu thảo đi. Phải đấy, anh đừng tưởng là anh làm việc gì sau lưng mà chúng tôi không biết. Tao làm gì? Thế cái chuyện bảo hiểm như nào? Bây giờ ấy, ngoài hai chúng tôi ra, anh mới là cái thằng mà mong mẹ chết nhanh nhất đấy. Trong cùng một nhà, giống nhau cả thôi. Anh không phải diễn làm gì cho nó mệt. Đã chơi thì chơi cho đẹp. Này, tao nói cho hai đứa mày biết nhá, dù tao có mua 3 hay 4 cái bảo hiểm ý, thì không đến lượt chúng mày xía vào, nghe chưa? Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay tao nuôi bà già đấy cho vui à? Anh Kiên, em không ngờ là anh nghĩ như thế đấy. Mẹ đang lâm bệnh nặng mà ba anh em vẫn còn thản nhiên tính chuyện chia tài sản. Em rất thất vọng kinh tởm. Đây là chuyện riêng gia đình anh, em đừng có xía vào. Này, chị cất ngay cái giọng đấy đi nhá. Trong cái gia đình này thì chị chỉ là người ngoài thôi. Đừng có mà xía vào chuyện của gia đình tôi. Bảy đặt đưa đi Sài Gòn. Im, chúng mày im hết cho tao, lũ mất dạy. Mẹ. Mẹ cái gì? Chúng mày còn dám mở mồm ra gọi tao là mẹ à? Tao đang còn sống sờ sờ ra thế này mà chúng mày đã bảy đặt chia chắc. Chúng mày mong bà già này chết sớm đi, để chúng mày kiếm tiền cho thân xác của tao phải không? Chúng mày còn dám mở mồm ra gọi tao là mẹ à? Ơ kìa mẹ ơi, mẹ khoan giận đã. Chẳng qua là bọn con đang suy nghĩ về đại cục thôi. Chẳng lẽ khi mẹ chết đi, mẹ lại muốn mang tất cả tài sản xuống mồ hay sao à? Như thế lại ích kỷ mẹ à? À, mẹ! Tao thật vô phúc, nhà này thật vô phúc, cho nên mới đẻ ra ba đứa chúng mày. May mà có vở kịch này,
thì tao mới biết được rằng bản chất của chúng mày. Nếu không thì tao còn bị chúng mày lừa đến bao giờ nữa? Mẹ nói vở kịch nghĩa là sao ạ? Chắc các con thất vọng lắm khi mẹ nói rằng thật ra tao không có một cái bệnh nan y nào cả. Đây chỉ là một màn kịch tao dựng lên để tao biết được đứa nào dối trá trong cái nhà này. Xin lỗi các con, vì mẹ còn sống thêm được nhiều năm nữa. Mà giả sử ấy, tao có chết bất đắc kỳ tử thì số tài sản tao dành dụng cả cuộc đời cũng không thể chia cho chúng mày một đồng một cắc nào, nghe rõ chưa? Mẹ, mẹ không chia cho con thì mẹ chia cho ai ạ? À? Ly, số tài sản của mẹ, mẹ sẽ để lại hết cho con. Sao lại là chị ta? Chị ta có phải là máu mủ ruột già gì với nhà mình đâu? Máu mủ ruột già? Máu mủ ruột già để làm gì? Khi chúng nó từng giờ, từng ngày mong mẹ nó chết đi. Mẹ, con xin phép không nhận phần di chúc này ạ. À? Mẹ cứ giữ lại mà an hưởng tuổi già. Còn mẹ khỏe mạnh thế này là con vui lắm rồi ạ. Còn sau ngày hôm nay, con sẽ ly dị anh Kiên. Con không thể sống chung với những người như thế này được. Cô, mẹ tôn trọng quyết định của con. Và mẹ cũng xin lỗi con vì mẹ nghĩ con là người xấu. Số tài sản này nếu con không nhận thì mẹ sẽ đi quyên góp ủng hộ cho cộng đồng, để họ sẽ thay mẹ nuôi nấng những đứa trẻ thành người tử tế con ạ. Sao mẹ có thể làm như thế được cơ chứ? Còn lũ chúng mày, sau ngày hôm nay thu xếp hết đồ đạc và quần áo, cuốn xéo ra khỏi nhà tao ngay. Tao không muốn trong nhà này có những đứa mất dạy, và không muốn có những đứa con bất hiếu. Mẹ, đi con. Mẹ, mẹ. Tất cả hai đứa mày ấy. Tại anh ấy. Tại anh ấy. Tại mày ấy.